aliasing này xuất hiện trong trường hợp mà chúng ta đã đánh giá bằng Doppler xung. Thì cái aliasing đó là cái tần số nhắc lại xung, là cái số lần trong một giây mà chùm tia siêu âm đến đích và quay trở lại. Ta gọi là PRF đấy. Và được tính bằng hertz, kilohertz, và thường được ghi là K. Và để không nhầm với tần số Doppler thì người ta sẽ tính như thế này. Cái PRF đó sẽ bằng C chia cho 2D. Trong đó thì D là chiều sâu của mạch máu và C là tốc độ của chùm siêu âm. Và như vậy chúng ta thấy là cái PRF này phụ thuộc vào cái chiều sâu của mạch máu, và khi chúng ta chọn đầu dò để làm thăm dò, chúng ta phải chọn đúng, chúng ta mới phản ánh đúng được cái tốc độ, cái dòng chảy, cũng như là thăm dò được chính xác cái mạch máu mà chúng ta cần thăm dò. Khi mà cái delta F này lớn hơn 2 lần PRF trên 2 thì sẽ có hiện tượng aliasing. Có nghĩa là đỉnh phổ Doppler bị cắt cụt và được ghi sang hai phía đối diện. Và tức là không ghi được toàn bộ đỉnh của cái phổ Doppler. Và khi đó thì chúng ta phải điều chỉnh máy để làm sao chúng ta ghi được một cái phổ Doppler đẹp nhất bằng 4 cách. Thứ nhất là chuyển đường zero xuống thấp. Hai là giảm delta F bằng cách là giảm tần số phát F0. Làm sao giảm tần số phát F0? Thì chúng ta phải lấy đầu dò với cái độ đâm xuyên tốt hơn. Và tức là thay đổi đầu dò. Thì trên một cái máy siêu âm chúng ta thường có từ 3 đến 5 đầu dò. Thế lúc đó chúng ta phải dùng cái tần số đầu dò làm sao để cho F0 nó được giảm đi. Và hoặc là tăng góc alpha nhưng không thể tăng quá 60 độ được. Vì tăng quá 60 độ thì tốc độ nó không đúng nữa. Và thứ ba là giảm độ sâu bằng cách ép đầu dò mạnh hơn vào cái tổ chức thăm dò. Nhưng cũng không thể ép sâu nữa, ép nặng hơn nữa bởi vì làm cho bệnh nhân bị đau. Đó. Và thứ tư nữa là sử dụng máy có tần số PRF cao. Đó. Thì đấy là các cái phương thức. Đây là hình ảnh của một cái phổ Doppler aliasing. Và chúng ta thấy cái đầu nó bị cắt cụt xuống dưới này. Đó. Còn cái chân của phổ Doppler thì đây. Đó. Và khi chúng ta điều chỉnh thì chúng ta sẽ ghi được... được cái phổ Doppler nó tốt hơn. Đó. Và đây là các cái cách điều chỉnh cái PRF để chúng ta thay đổi được, để cắt được cái Vmax tối đa. Hiệu chỉnh tín hiệu trên Doppler xung thì chúng ta khi làm siêu âm thì bao giờ chúng ta phải hiệu chỉnh các cái nút ở trên máy để làm sao chúng ta có phổ Doppler được nét nhất, rõ nhất, đẹp nhất. Và thì chúng ta điều chỉnh gì? Chúng ta điều chỉnh gain, điều chỉnh độ lọc, điều chỉnh đường zero, điều chỉnh cái baseline. Và độ rộng cửa sổ Doppler, chúng ta có cái hình ảnh cái cửa sổ giống như hai cái hạt đậu ấy. Và thì chúng ta sẽ mở rộng cửa sổ đó ra để làm sao cái cửa sổ Doppler đó nó chiếm ít nhất là 2/3 cái đường kính ngang của cái mạch máu mà chúng ta cần thăm dò. Thì khi đó chúng ta sẽ đánh giá được chính xác cái tốc độ của dòng chảy. Chúng ta phải điều chỉnh cái hướng của cái cửa sổ Doppler để làm sao nó thăm dò được cái góc thăm dò tốt nhất. Và điều chỉnh góc tới, điều chỉnh về cái phân giải màu của cái dòng chảy. Và mở rộng cái tín hiệu Doppler cũng như là mở rộng 2D tương ứng với cái hình ảnh chúng ta cần thăm dò. Và thì đây là cái đường baseline. Và đây là cái phổ Doppler. Và đây là cửa sổ Doppler. Và chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái hướng dòng chảy và cái hướng thăm dò của Doppler đó nó ghi được, nó tạo thuận được một góc alpha tốt nhất. Đây là độ lọc. Và chúng ta nếu mà chúng ta tăng lọc lên thì cái khoảng rỗng ở xung quanh đường baseline này, đường zero này nó sẽ rộng hơn. Và nên là nếu mà phổ Doppler mà chúng ta thấy nó chơi vơi ở đâu ấy, chân không dính vào đường zero, thì như thế là cái phổ Doppler đó chúng ta điều chỉnh không đẹp. Và chúng ta phải đạt làm sao cho viền của Doppler nét nhưng cái chân lại không được quá xa so với đường zero. Và nó thường ở cái vị trí như thế này thì là một phổ Doppler đẹp. Và đây là đường điều chỉnh đường zero. Chúng ta có thể điều chỉnh đường zero đi xuống hoặc đi lên
để làm sao cho chúng ta ghi được trọn vẹn cái phổ Doppler với cả đỉnh của nó mà không bị aliasing. Đây là cái hình ảnh đường zero chúng ta điều chỉnh không tốt, đâm ra là phổ Doppler bị cắt cụt, cái một đỉnh nó đi xuống đây. Và nếu chúng ta dịch đường xuống, dịch đường zero xuống thì như thế là cái phổ Doppler nó không bị cắt cụt nữa. Đây là hướng chùm tia. Chúng ta thấy đây là cái chùm tia siêu âm chúng ta đang để vuông góc về mạch máu. Thì chúng ta thấy phổ Doppler của chúng ta rất là xấu. Nhìn như này tưởng là gì? Là giảm tốc độ dòng chảy và có thể là tắc đây. Nhưng chúng ta chỉ cần chỉnh đẹp đi một cái. Chúng ta thấy chỉnh đẹp đi một cái. Là cái phổ Doppler nó hiện ra được hình thù của nó với phổ tâm thu và tâm trương rất là rõ ràng. Hoặc là đây chúng ta chỉnh hướng chùm tia Doppler ngược lại thì chúng ta thấy ghi được cái dòng chảy ở trên đường zero đây. Và phổ Doppler rất là rõ ràng. Thì đây là cái cách chỉnh. Tiếp theo là đây là chỉnh góc. Đây cái góc đây chúng ta thấy có cái thước góc đây. Thì chúng ta phải chỉnh cái thước góc này làm sao cho góc này nó thể hiện được cái góc của nó là dưới 60. Và đây là chỉnh cái mức độ lọc của trên Doppler. Để làm sao chúng ta thu được cái phổ Doppler đẹp nhất. Bây giờ sang Doppler màu. Về nguyên lý của siêu âm Doppler màu trong mạch máu là gì? Nó là một cái Doppler xung nhiều cửa, nó gọi là multi-gate, được áp dụng để thu tín hiệu Doppler trên một vùng trong một mặt cắt. Và cái tín hiệu từ các cửa sổ ghi Doppler này sẽ được mã hóa dưới dạng màu và thể hiện bằng hình ảnh chồng màu lên siêu âm hai chiều và tạo thành cái Doppler màu, còn được gọi là bản đồ màu của dòng chảy. Color flow mapping, nó ký hiệu là CFM. Và khi các cái dòng chảy về phía đầu dò thì được thể hiện bằng màu đỏ, dòng chảy đi xa đầu dò được thể hiện màu xanh, nhưng cái này không bắt buộc như lúc nãy tôi nói. Chúng ta chỉ cần ấn cái nút inverse ở trên máy siêu âm là dòng chảy nó sẽ ngược lại. Và cái dòng chảy sẽ có tốc độ càng lớn thì được thể hiện bằng màu càng sáng. Nên là khi làm quen rồi ấy, thì các em đặt đầu dò vào một cái mạch máu ở cái người Bajedo, các em sẽ biết ngay. Là dòng màu nó rất sáng và nó vút đi rất nhanh. Thì đấy là cái dòng chảy mà có tốc độ lớn. Và nếu tốc độ dòng chảy càng lớn sẽ có hiện tượng aliasing màu. Tức là tương ứng với mức độ hẹp sẽ có hiện tượng aliasing màu. Vì hẹp thì mà hẹp có ý nghĩa huyết động thì là tốc độ dòng chảy sẽ tăng, phải không nhỉ? Và cái chỗ tăng tốc biến thành màu đối lập nhưng lại phai nhạt, tức là nó chuyển thành là cái màu xưa thường là một cái màu giữa màu vàng với lại một cái màu xanh nõn chuối nhưng mà sáng. Và nếu có dòng rối thì có hình khảm màu, tức là các ô đỏ, ô xanh, ô vàng nằm xen lẫn nhau trong không theo một cái trật tự nào cả. Thì cái hình ảnh dòng rối này nó thường xuất hiện khi mà trong một cái mạch máu mà có rất nhiều mảng xơ vữa mọc từ các thành khác nhau của động mạch đi vào đầu lòng mạch máu, và khi máu nó lách qua như thế nó tạo thành một cái khảm rối. Và khi thì quan sát thế trên khảm màu là một cái khảm rối, chúng ta sẽ hình dung được là một cái động mạch này rất là xơ vữa. Thì đấy là những cái đặc điểm mô tả về Doppler màu, mà với cái đặc điểm này nó sẽ thể hiện được cái ưu điểm của một cái siêu âm màu mạch máu hơn so với những cái hình ảnh thậm chí là MSCT. Bởi vì MSCT khi mà vô hóa quá là chúng ta không quan sát được, không đánh giá được chính xác cái mức độ hẹp. Nhưng với siêu âm Doppler màu thì nó thể hiện bằng các cái tính năng của nó, chúng ta sẽ đánh giá được với cái mức độ nhận xét là chúng ta sẽ thấy được là cái mức độ xơ vữa và mức độ hẹp như nào. Và cũng như vậy, trên Doppler màu thì chúng ta hiệu chỉnh gì? Hiệu chỉnh gain màu, hiệu chỉnh tốc độ màu và hiệu chỉnh cái sự độ cân bằng màu trên Doppler để làm sao chúng ta có cái mapping color đẹp nhất. Và đây là cái hình ảnh Doppler màu khi mà cái là mạch máu chúng ta mịn nhẵn và không có xơ vữa gì cả thì màu nó sẽ ngấm đều trong toàn bộ lòng mạch và nó cho chúng ta cái hình ảnh màu đây.
Và đây là hình ảnh Doppler. Và chúng ta sẽ có cái điều chỉnh về cái thang tần số màu để làm sao cho cái màu cho mạch máu nó phù hợp nhất. Đây là cái dòng chảy mà đi xa đầu dò và nó biểu hiện bằng một cái sóng, một cái phổ Doppler ở phía dưới đường zero, và trên Doppler màu thể hiện là màu xanh. Cái này là hướng của dòng Doppler màu. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta điều chỉnh cái hướng này làm sao cho chúng ta có được cái phổ Doppler đẹp nhất. Và đây các em quan sát, chúng ta sẽ điều chỉnh hướng, chúng ta thấy nếu chúng ta để hướng như thế này, tức là hướng vuông góc với cái mạch máu, thì chúng ta thấy cái dòng chảy trong mạch máu đây, và nó pha trộn, nhìn thế này chúng ta tưởng là ô cái động mạch này sơ vữa, và làm cho thành một cái màu hỗn hợp đây, và nhưng không phải, đây là chúng ta đang để cái hướng dòng Doppler màu không chuẩn. Chúng ta chỉnh, chúng ta chỉnh cái cửa sổ Doppler, cái hướng Doppler màu nó song xạ, nó là một cái hình bình hành, và thì chúng ta sẽ thấy có một cái dòng chảy rất là mịn màng, và của một cái phổ Doppler màu xanh nước biển, dòng chảy đi xa khỏi đầu dò. Và nếu chúng ta xoay ngược trở lại hoặc ấn nút inverse ở trên máy thì chúng ta sẽ thấy là có một cái dòng dòng Doppler màu đỏ. Và đấy. Còn có một cái trạng thái khác của siêu âm Doppler màu, đó là siêu âm Doppler năng lượng. Cái siêu âm Doppler năng lượng này là một cái khả năng rất là tốt của cái máy siêu âm với thế hệ mới. Thì do tín hiệu Doppler màu thấp nên được biến đổi mã hóa dạng năng lượng, và hình ảnh này được gọi là siêu âm năng lượng, hay còn gọi là siêu âm màu mã hóa năng lượng. Thì cái này nó rất là có giá trị trong trường hợp thăm dò việc tưới máu của các tổ chức. Hình ảnh mới này không còn là hình ảnh siêu âm Doppler màu nữa, mà có nhiều điểm khác so với siêu âm Doppler màu. Và khác ở chỗ nào? Thứ nhất là không nhận biết được chiều của dòng chảy về phía đầu dò hay là đi xa đầu dò. Thứ hai nữa là toàn bộ lọc mạch thì được lấp đầy bởi các pixel màu, vì Doppler năng lượng có độ nhạy gấp 3 lần Doppler màu, và có hình ảnh chụp mạch nên siêu âm Doppler màu năng lượng còn có rất có giá trị để thăm dò, đặc biệt là các mạch máu nhỏ thì cũng được nhìn thấy. Và chính vì được thăm dò kể cả những mạch máu nhỏ nên nó được áp dụng để làm thăm dò tưới máu tổ chức. Ví dụ chúng ta muốn đánh giá là cái thận này tưới máu tốt hay không tốt, và cái tắc mạch thận này đến mức độ nào, còn tưới máu thận hay không, thì chúng ta dùng Doppler năng lượng, hoặc đặc biệt là trong não cũng như vậy. Thì chúng ta sẽ đánh giá bằng cái Doppler năng lượng này để đánh giá xem cái mức độ tưới máu. Và cái hình ảnh chụp mô có thể thấy. Thì đấy là cái hình ảnh siêu âm Doppler năng lượng. Và ứng dụng của nó là gì? Bằng siêu âm Doppler năng lượng thì có thể phát hiện tưới máu trong u. Các mạch chân tạo tăng mạnh trong viêm cũng có thể được phát hiện. Và đây là cái mà người ta thường hay thăm dò để làm gì ạ? Để đánh giá khối u này là khối u nóng hay là khối u lạnh. Và u lành tính hay ác tính. Đấy chính là cái giá trị của Doppler năng lượng. Và khi đó nó sẽ không còn hiện tượng aliasing màu nữa, và cũng như không còn phải phụ thuộc vào góc alpha. Và Doppler năng lượng thì được ứng dụng chủ yếu trong thăm khám các mạch máu nhỏ, nhất là các dòng chảy mà có tốc độ thấp, mà Doppler màu thông thường thì không có đủ khả năng để phát hiện. Thì đây là một cái tính năng đặc biệt để thăm dò tưới máu tổ chức, cũng như là đánh giá các cái mạch máu đi vào các khối u. Thì đấy là tôi đã đi xong với lớp phần thứ nhất. Khi muốn đánh giá về siêu âm Doppler mạch máu thì bắt buộc một cái nguyên tắc rất là quan trọng, đấy là các bạn phải nhớ về giải phẫu. Phải thuộc lòng về giải phẫu thì chúng ta mới có thể làm siêu âm mạch máu được. Thế thì khi thăm dò các cái mạch máu ngoại vi, ví dụ như là động mạch chi dưới, thì chúng ta bắt đầu phải thăm dò từ động mạch chủ bụng. Thì động mạch chủ bụng được tính là gì? Là bắt đầu dưới cơ hoành thì được gọi là động mạch chủ bụng. Và chúng ta sẽ đánh giá dọc
toàn bộ động mạch chủ bụng, sau đó thì đến gì, động mạch chậu gốc hai bên, động mạch chậu trong, chậu ngoài, và khi tới nếp lằn bẹn thì động mạch đùi, động mạch chậu ngoài được đổi tên thành động mạch đùi trung, và động mạch đùi trung thường là có kích thước khoảng 2 đến 3 cm, sau đó thì động mạch đùi trung sẽ chia ra làm động mạch đùi nông và động mạch đùi sâu. Và đây là vị trí của các cái động mạch chậu ngoài đi xuống, và sau đó thì thành động mạch đùi trung, rồi chia ra là động mạch đùi nông và động mạch đùi sâu. Và đây mặt đạch động mạch đùi nông đi ở mặt trước trong của đùi, sau đó đến 1/3 dưới thì vòng ra đằng sau để tạo thành động mạch khoeo. Và từ động mạch khoeo thì sẽ chia ra làm hai nhánh là thân chảy mác và động mạch chảy trước. Động mạch chảy trước thì đi ở phía mặt trước ngoài của xương chảy. Đây là xương chảy. Đi ở mặt trước ngoài của xương chảy. Và khi tới cổ chân thì được đổi tên thành động mạch mu chân. Và từ động mạch mu chân thì sẽ cấp máu cho các nhánh của động mạch gian cốt bàn chân để tạo thành cung bàn chân. Động mạch thân chảy mác chia ra làm hai nhánh là động mạch chảy sau và động mạch mác, và đi ở hai bên của cơ dép. Đi xuống dưới thì động mạch mác cấp máu cho cái tạo một cái nhánh đi vòng qua xương sên xương gót axin, và vòng xuống dưới tạo thành cung dưới bàn chân. Thì đấy là những cái tuần hoàn tối thiểu của hai chi dưới. Và đây là cái cấp máu bàn chân bằng các cái động mạch gian cốt bàn chân và cung bàn chân được tạo bởi từ động mạch mác. Tuy nhiên thì có khá nhiều trường hợp là nó không phải là cái cấu trúc bình thường nữa mà nó có những cái bất thường. Và khi cái bất thường thì chúng ta phải quan sát xem cái bất thường đó nó như thế nào. Ví dụ như là 50% trường hợp thì động mạch đùi sâu không chia ra ở vị trí sau trong của động mạch đùi nông mà ở phía ngoài. Và 4-5% động mạch mác thì tách trực tiếp từ động mạch khoeo, tức là thay vì đi ra từ thân chảy mác thì nó tách từ động mạch khoeo. 6% trường hợp động mạch mu chân xuất phát từ động mạch mác. Đáng nhẽ nó phải từ động mạch chảy trước thì nó lại chia ra từ động mạch mác. Và 5% trường hợp động mạch gan chân không xuất phát từ động mạch chảy sau mà từ động mạch mác. Và những biến đổi giải phẫu khác nữa thì đòi hỏi cái người bác sĩ siêu âm phải thuộc giải phẫu và đi lần lượt theo cây động mạch để chúng ta quan sát. Đây là quy trình làm siêu âm. Thì đầu tiên là cái tư thế làm siêu âm. Cái đầu dò siêu âm rất là quan trọng. Đầu dò làm siêu mạch máu thì sẽ là đầu dò liner, mặt phẳng. Và chúng ta sẽ có các cái tần số đầu dò khác nhau. Tuy nhiên nếu làm một cái máy siêu âm mạch chuyên dụng thì với một tần số đầu dò có thể có các kích cỡ khác nhau. Ví dụ thăm dò động mạch dưới đòn chúng ta rất cần các cái đầu dò mà tần số lớn, ví dụ như 7,5 đến 8 MHz. Nhưng nếu muốn thăm dò ở đầu trong của xương của động mạch dưới đòn thì nó nằm ở trong cái hõm. Nếu chúng ta là những người làm thủ thuật chúng ta biết là khi chúng ta đã chọc cateter để đặt cateter động mạch dưới đòn, tĩnh mạch dưới đòn, thì chúng ta sẽ phải đi vào cái góc giữa xương đòn với xương sườn một. Đấy, thì nó ở nằm trong góc như vậy. Thì nếu mà cái đầu dò mà nhỏ, kích thước đầu dò nhỏ nhưng lại tần số cao thì chúng ta sẽ thăm dò được kỹ hơn những cái góc mà chúng ta khó lách cái đầu dò to vào. Và tương ứng với đầu dò có tần số nhỏ thì sẽ thăm dò các mạch máu ở sâu, và đầu dò có tần số lớn thì sẽ thăm dò các mạch máu ở nông. Thì đấy là các cái phương tiện và các cái tần số khác nhau. Ngoài ra thì có một cái rất quan trọng nữa là chúng ta phải có băng cuốn huyết áp và có một cái máy để chúng ta theo dõi xem cái ABI của bệnh nhân như thế nào. Quy trình siêu âm thì đầu tiên là cái tư thế bệnh nhân. Thì bệnh nhân phải được nằm trong một cái phòng có điều hòa nhiệt độ để làm sao nhiệt độ vừa phải.
không lạnh quá mà cũng không nóng quá, và phải kín đáo vì bệnh nhân phải bộc lộ quần áo. Và thường phòng siêu âm mạch máu thì không sáng trưng lên, cũng như là phòng siêu âm tim cũng không nên sáng trưng, nó sẽ làm hỏng mắt của người làm siêu âm. Phòng siêu âm mạch thì nó tối tối một chút cho người bệnh người ta cởi quần áo, người ta không ngại. Và thông thường ở những cái labo mà gọi là làm chuẩn chỉ thì người ta sẽ có quần áo để cho bệnh nhân thay, tức là một cái áo choàng rộng để cho bệnh nhân vào thay quần áo ra và khoác cái áo choàng đấy vào. Và khi khoác áo choàng thì người ta cảm thấy thoải mái hơn, tự nhiên hơn. Và khi thăm dò, chúng ta bộc lộ những phần nào mà chúng ta cần thăm dò. Thế để thăm dò động mạch chi dưới thì bệnh nhân bao giờ cũng phải nằm ngửa, tư thế thoải mái để chúng ta bắt đầu thăm dò từ động mạch chủ bụng xuống, tương ứng với vị trí rốn là vị trí trạc ba chủ chậu. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi theo nhánh động mạch chậu và chúng ta đi xuống. Đây là hình ảnh để thăm dò cái động mạch đùi. Động mạch đùi, đây là động mạch đùi nông. Thế thì tư thế bệnh nhân thì có thể bệnh nhân nằm ngửa bình thường, tức là để hai cái chân bình thường. Nhưng để cho nó dễ hơn thì nên để bệnh nhân nằm ở tư thế chân ếch. Tức là gì? Gấp cái đầu gối và ngửa cái bàn chân ra. Thì khi gấp đầu gối và ngửa bàn chân ra thì cái động mạch đùi nông nó sẽ ở mặt trên. Và khi chúng ta lướt đầu giò đi xuống thì cái đầu giò nó không bị chạm xuống giường. Và chúng ta thăm dò đến tận động mạch khoeo vẫn được. Và sau đó thì lại để bệnh nhân nằm gấp đầu gối lại và để cái cẳng chân thẳng như này để chúng ta thăm dò chầy trước, chầy sau và mát. Thì đấy là cái cách để chúng ta thăm dò. Thì đây cái hình ảnh này là cái hình ảnh siêu âm cũ rồi. Là đang dùng cái đầu giò, và hồi đó chúng tôi còn chưa có cái đầu giò liner, cho thấy đầu giò convex này để thăm dò mạch máu. Thế thì quy trình siêu âm là gì? Một quy trình chuẩn chỉ bao giờ chúng ta cũng dùng cái Doppler bỏ túi đầu tiên, tức là đầu giò Doppler liên tục không có hình ảnh 2D đi kèm, để chúng ta nghe thăm dò dọc toàn bộ các cái động mạch mà chúng ta cần thăm dò. Để làm gì? Đầu tiên chúng ta bằng cái nghe cái tiếng của Doppler, chúng ta thăm dò qua Doppler liên tục, chúng ta đã xác định được là cái động mạch này nó có hẹp hay không hẹp, động mạch này có tắc hay không tắc. Rồi sau đó thì chúng ta mới thăm dò bằng siêu âm Doppler bình thường. Và lần lượt bao giờ cũng phải đi từ chủ bụng đi xuống. Đừng có làm ẩu, tức là bệnh nhân vén quần đến đâu thì thăm dò đến đó nha. Rất nhiều trung tâm là làm như vậy. Và một cái ẩu thứ hai nữa là gì? Cơ chế dịch vụ kiếm tiền. Tức là giá của siêu âm một chân, một mạch máu là 1,8 triệu. Ví dụ như là bên VMAX, siêu âm một mạch máu là 1,8 triệu. Một bên mạch cảnh là 1,8 triệu. Thế là bệnh nhân bảo không, tôi chỉ đau mỗi bên phải thì làm cho tôi cái bên phải. Có làm được làm thế không ạ? Không bao giờ được làm thế. Bao giờ phải so sánh với bên đối diện nhá. Hoặc bệnh nhân bảo tôi không đủ tiền để làm hai đêm hai bên đó, bác làm cho tôi một bên thôi. Thì cái đấy là cực kỳ sai nhá. Khi thăm dò mạch máu bao giờ cũng phải thăm dò hai bên và so sánh với nhau. Đây là vị trí các cái đầu giò để thăm dò từ động mạch chậu trung, chậu ngoài, rồi sau đó thì đến đùi trung, và đây là dọc các cái vị trí đầu giò để chúng ta thăm dò động mạch đùi nông. Đây là vị trí thăm dò động mạch khoeo. Rồi sau đó thì thăm dò cẳng chân thì chúng ta sẽ đi dọc ở mặt trước xương chày để chúng ta thăm dò động mạch chày trước, thăm dò động mạch mát và thăm dò động mạch chày sau. Thế thì chúng ta biết là từ đầu gối trở xuống thì tương ứng với một động mạch thì sẽ có hai tĩnh mạch đi kèm, và các hai tĩnh mạch đã đi hai bên, nó kẹp cái động mạch ở giữa, hai tĩnh mạch đi hai bên. Nên khi chúng ta mà làm ở mặt cắt ngang, và chúng ta làm cái mặt cắt ngang đi từ dưới cổ chân đi lên, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì? Là ba cái hình tròn nó đi với nhau. Và cắt ngang thì nó sẽ là ba cái hình tròn, cắt dọc thì nó sẽ ra cái hình mạch máu như cắt ngang, nó sẽ là ba hình tròn. Và chúng ta lướt từ cổ chân lướt lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh mạch máu của chúng ta là bình thường hay không bình thường. Bây giờ quy trình làm thì bằng siêu âm 2D kết hợp Doppler màu và Doppler xung sẽ cho phép đánh giá cái hình thái của động mạch chi dưới
và sẽ đánh giá được là động mạch đó tổn thương, xơ vữa hay không xơ vữa, xơ vữa ở mức độ nào, có gây hẹp chưa, hoặc là kích thước các cái động mạch đó như thế nào. Và chúng ta sẽ phân tích các cái vị trí và mức độ hẹp đó theo phổ Doppler đi kèm. Và chúng ta đánh giá xem là cái hẹp đấy nó đã ảnh hưởng đến huyết động chưa. Ví dụ hẹp động mạch đùi nông thì đã ảnh hưởng đến tưới máu của cẳng chân hay chưa. Và thì đấy là cái mà chúng ta phải đánh giá. Và các động mạch chi dưới thì được thăm dò lần lượt ở mặt cắt trục ngang và mặt cắt trục dọc. Đấy, mặt cắt trục ngang thì sẽ cho chúng ta lướt được cái hình ảnh ban đầu xem nó như nào, và sau đó chúng ta xoay ra mặt cắt trục dọc để chúng ta đánh giá cụ thể xem là mức độ hẹp như nào. Động mạch chủ bụng thì đường kính ngoài được đo ở vị trí sát động mạch thân tạng và ngay trên chạc ba chủ chậu. Đấy, đấy là đo kích thước. Đây là cái kích thước được quy định để khi chúng ta ghi vào bản kết quả siêu âm là chúng ta phải đo ở vị trí nào. Đấy. Và động mạch chậu trung, chậu ngoài, đùi trung, đùi nông, đùi sâu, khoeo và các động mạch cẳng chân thì thăm dò bằng siêu âm màu, đo kích thước trên siêu âm 2D và đánh giá phổ vận tốc trên siêu âm Doppler xung. Và một cái việc nữa rất quan trọng chúng ta phải đền là cấp máu bàn chân tốt hay không tốt. Và cũng như vậy, sau can thiệp, đánh giá cái can thiệp đó tốt thì không tốt thì chúng ta đánh giá bằng cách là tươi máu bàn chân đó đã được cải thiện hay chưa. Đó. Bây giờ quy trình siêu âm thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải đánh giá đặc điểm về hình thái, về vị trí và tổn thương. Thì lúc đó chúng ta sẽ đánh giá trên siêu âm màu nhằm mục đích xác định tổn thương ở một vị trí hay nhiều vị trí. Đó. Thì đặc điểm là thế này, bệnh nhân của chúng ta vào viện thì thường là cái tổn thương ở giai đoạn muộn. Và thì có khi thì hẹp một vị trí nhưng nhiều khi lại hẹp rất nhiều vị trí, đặc biệt là các động mạch vùng cẳng chân. Và thì nó sẽ làm hẹp nhiều tầng. Và khi đó chúng ta sẽ đánh giá cụ thể xem mức độ bôi hóa của từng động mạch như nào và hẹp ở bao nhiêu vị trí. Thế thì cái mức độ hẹp đó được đánh giá bằng mức độ giảm diện tích bề mặt đo trên mặt cắt ngang tại vị trí động mạch hẹp nhất. Và đánh giá đặc điểm phổ Doppler tại vị trí hẹp thì chúng ta đánh giá bằng cái tốc độ tối đa của dòng chảy, vận tốc tâm thu dòng chảy đo được tại vị trí hẹp nhất và so sánh với các động mạch bình thường ở thượng lưu và động mạch ở bên đối diện. Đấy, nên bắt buộc phải làm hai chân nhé. Và đánh giá ảnh hưởng của huyết động tới các cái tưới máu ở phía dưới chỗ hẹp như thế nào thì người ta gọi là đánh máu đánh giá ở hạ lưu. Và thì bằng cái đo AV ở cổ chân chúng ta đã đo đánh giá được là tổn thương tưới máu này nặng hay là không nặng. Và thì chúng ta biết là nếu mà dưới 0,4 thì là rất nặng, và dưới 0,8 thì bắt đầu là hẹp có ý nghĩa. Và chúng ta đo các cái chỉ số mạch đập. Trong trường hợp mà cái tổn thương tưới máu hạ lưu đó còn chưa rõ ràng mà chúng ta chưa biết là ảnh hưởng tưới máu có nặng hay không thì chúng ta có thể cho bệnh nhân làm nghiệm pháp gắng sức để đánh giá trước và sau khi gắng sức để xem mức độ ảnh hưởng huyết động nó như thế nào. Thế thì cái nghiệm pháp gắng sức đó thì có nhiều cách khác nhau, ví dụ như là cho bệnh nhân đứng lên ngồi xuống 10 lần hoặc là đi trên thảm chạy rồi sau đó thì chúng ta hoặc là đi bộ 6 phút. Thế sau đó chúng ta sẽ đánh giá lại bằng AV và Doppler mạch để xem là cái thay đổi của cái tại cái vị trí hẹp và cũng như vùng hạ lưu nó như thế nào. Lưu ý về chống chỉ định làm nghiệm pháp gắng sức khi mà bệnh nhân có đau ngực không ổn định hoặc là nhồi máu cơ tim mới, hoặc là rối loạn nhịp thất hoặc là bệnh van tim. Thì đấy là các cái lưu ý. Cái này là cái rất là quan trọng, đấy gọi là nghiệm pháp ấn. Nghiệm pháp ấn là khi chúng ta biết là khi mà tắc một động mạch, cơ thể của chúng ta nó là một cái gọi là sinh vật vô cùng thông minh. Thế khi tắc một cái động mạch thì thường là sẽ có tuần hoàn bằng hệ. Tuần hoàn bằng hệ đó nó sẽ được cấp máu bởi động mạch nào thì chúng ta phải xác định xem là cái tuần hoàn bằng hệ đó được xác định bởi động nào. Nếu mà chúng ta thấy đang đi đồ dò đi dọc mạch máu tự nhiên lại thấy có một cái mạch máu lạ xuất hiện mà không có tên tuổi về mặt giải phẫu là
trong đầu bao giờ phải nghĩ à chuẩn bị dưới anh chàng này là chỗ tắc đây. Vâng, nên trước chỗ tắc nó chia luôn ra một cái nhánh mạch máu khác luôn. Vâng, đấy là tuần hoàn mới mọc ra. Vâng, thế thì bằng cái nghiệp hấp ấn này chúng ta sẽ xác định được là cái tuần hoàn bằng hệ đó nó đi ra được cấp cho từ cái động mạch nào. Vâng, thì thứ nhất, nếu động mạch đùi nông được thay thế bởi động mạch đùi sâu thì khi ấn vào động mạch khoeo sẽ làm giảm tốc độ dòng chảy trong động mạch đùi sâu. Vâng, đấy, thì khi đó là chúng ta phải để dòng chảy ở đâu? Để cửa sổ Doppler ở đâu? Ở đâu? Ở động mạch đùi sâu thì chúng ta mới biết tốc độ giảm chứ, đúng không ạ? Nào, đã tỉnh ngủ chưa? Còn ấn vào các động mạch xuyên bằng cách nắm chặt bàn tay rồi ấn vào mặt sau trong của đùi sẽ làm giảm vận tốc của động mạch khoeo. Và thì đấy là cái cách để chúng ta xác định. À, nên khi thăm dò mà cái tổn thương động mạch chi dưới, chúng ta luôn luôn phải kết hợp với các viện nghiệm pháp để chúng ta đánh giá xem là cái tây máu đó như nào nhá. Và khi dự kiến phẫu thuật bắc cầu ở đoạn xa của chi dưới thì sử dụng để đánh giá tình trạng cấp máu cho bàn chân. Chúng ta biết là khi bắc cầu ở đoạn xa, tức là đoạn dưới gối, thì các cái cầu nối mà đầu xa của miệng nối là ở dưới gối thì tiên lượng rất là kém, nó dễ tắc lại ngay sau mổ. Thì khi đó chúng ta phải đánh giá xem là như thế là có bắc cầu được hay không, thì chúng ta đánh giá như nào. Xác định động mạch cấp máu cho động mạch mu chân và gan chân. Vâng. Thì bác sĩ siêu âm thăm dò dòng chảy tại động mạch mu chân và các động mạch gan chân khi ấn vào động mạch chày trước rồi đến động mạch chày sau. Vâng. Thì khi ấn vào mà thấy giảm tốc độ thì như vậy là do động mạch chày trước cấp, mà ấn vào mà lại thấy là giảm tốc độ dòng chảy ở gan bàn chân thì như vậy là do động mạch chày sau, đúng không ạ? Thì bằng nghiệm pháp ấn đó chúng ta xác định được là cấp máu cho bàn chân nó ở đâu. À, bây giờ một động mạch bình thường thì nó như nào? Vừa rồi là tôi nói một loạt về nguyên lý và về cách thức tiến hành. Bây giờ mình nhận định cái động mạch bình thường thì chúng ta thấy là về mặt giải phẫu chúng ta biết là động mạch nó có 3 lớp, lớp áo trong, áo giữa và áo ngoài. Thì nếu là một cái động mạch bình thường thì nó sẽ là hai đường đi song song với nhau và thành động mạch sẽ đều nhẵn. Và đây là một cái hình ảnh bình thường. Chúng ta thấy đây, thành động mạch đây. Chúng ta nhìn thấy cái lớp nội mạc đi bên trong đây. Nhìn thấy chưa? Đấy. Và đây là vị trí chia đôi. Và chia đôi động mạch chậu ngoài chia ra làm động mạch đùi chung chia ra làm đùi nông và đùi sâu. Và đây là mặt cắt ngang thì chúng ta thấy được cái hình ảnh động mạch đây, và hai cái động mạch đây. Và đây là hình ảnh Doppler màu, chúng ta thấy là cái màu nó ngấm hết vào trong lọc mạch máu. Và đây là hình ảnh cắt ngang của Doppler màu. Thì chúng ta thấy đây là một cái động mạch và đây là cái tĩnh mạch đi kèm. Bây giờ siêu Doppler thì ở trạng thái nghỉ và trạng thái vận động, nó sẽ trạng thái gắng sức. Thì cái phổ Doppler nó sẽ khác nhau. Phổ Doppler động mạch chi dưới khi nghỉ thì có dạng tăng sức cảm ngoại vi dưới hình ảnh ba pha đặc trưng. Và động mạch chi là một cái động mạch nuôi cơ và phổ Doppler điển hình của nó là phổ Doppler ba pha, bao gồm có một đỉnh tâm thu nét và hẹp, bao gồm có thành phần tâm thu dốc lên và thành phần cuối tâm thu dốc xuống nhanh, và một phổ âm ở đầu tâm trương phản ánh sức cản ngoại vi lớn và một sóng dương phản hồi không khẳng định với một vài dao động phía sau phản ánh sức đàn hồi tốt của động mạch. Cái này ở người trẻ mới có cái sóng phản hồi đấy, còn ở người già động mạch cứng rồi thì sẽ không ghi được các cái sóng phản hồi đấy. Đây là một cái phổ Doppler ba pha, chúng ta nhìn thấy đây pha tâm thu, pha đầu tâm trương âm và đây là sóng phản hồi. Đấy, ở cả hai bên. Đây là tôi ghi ở cả hai động mạch chậu trung phải và chậu trung trái.
Đấy, đây là các cái hình ảnh ba pha ở các vị trí động mạch khác nhau. Đó. Bây giờ khi thực hiện nghiệm pháp gắng sức thì phổ Doppler động mạch chi dưới thay đổi một cách đối xứng. Vâng, tức là gì? Vận tốc đỉnh tâm thu tăng. Thời gian đạt vận tốc tâm thu tối đa giảm với thành phần dốc lên, dốc đứng hơn nữa. Và xuất hiện phổ tâm trương dương. Bình thường thì phổ tâm trương phải âm đúng không ạ? Bây giờ nó phổ tâm trương dương. Vâng. Và động mạch trương, tâm trương đấy. Mà dương tức là ở trên đường đẳng điện ấy chứ không phải cầu trương dương đâu nhé. Và động mạch thì cần được thăm dò lập tức ngay sau gắng sức vì phổ Doppler sẽ nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Và đây, đây là phổ tâm thu, đây tâm trương, đây nó âm, phải không? Nó âm dưới đẳng điện và đây là sóng phản hồi, đây là chưa gắng sức, phải không ạ? Nhưng khi gắng sức thì nó cái phổ âm này nó lộn lên phía trên đường đẳng điện, tức là âm tâm trương mà là dương, được chưa ạ? À, đây là ngay sau gắng sức. Bây giờ hình ảnh tổn thương tắc hẹp hệ động mạch chi dưới thì nó sẽ như thế nào? À, thì trước khi làm siêu Doppler các bạn luôn luôn phải đánh giá xem là bệnh nhân ấy có đau cách hồi không và cái giai đoạn của đau đấy nó nằm ở giai đoạn nào theo phân loại của Lurie và Fontaine theo 6 giai đoạn theo 5 giai đoạn mà đã được mô tả. À, đây là một số cái hình ảnh và một cái hoại tử ngón. Đây là hoại tử vừa ngón vừa bàn chân. Và chúng ta thấy nhìn thấy hình ảnh cái bàn chân rất là khô và thiếu máu trầm trọng một nửa bàn chân rồi. Thế bây giờ hình ảnh siêu âm Doppler xung khi nghỉ thì chúng ta sẽ đánh giá dấu hiệu trực tiếp và dấu hiệu gián tiếp. Dấu hiệu trực tiếp của hẹp động mạch là gì? Là sự tăng tốc và phân tán của phổ Doppler tại vị trí hẹp. Thì cái tăng tốc đó thì chúng ta đặt cửa sổ Doppler vào chúng ta sẽ đo được và chúng ta đo được cái tốc độ đó. Thì cái cửa sổ Doppler được đặt trong lòng động mạch tại vị trí hẹp hoặc ngay sau chỗ hẹp. Tín hiệu âm thanh tại vị trí hẹp sẽ có dạng rít sắc nhọn. Nghe như là tiếng máy bay nó rít ở trên không ấy. Đấy, thì đấy là cái phổ mà hẹp. Và cái sự gia tăng vận tốc tối đa thì phụ thuộc vào mức độ hẹp lòng mạch. Tuy nhiên thì khi hẹp trên 70% lòng mạch thì có sự chuyển hướng theo chiều ngược lại do giảm lưu lượng tuần hoàn. Đó. Và theo quy ước thì khi vận tốc tâm thu tối đa lớn hơn hoặc bằng 2 m/giây là tương ứng với mức độ hẹp lòng mạch trên 70%. Đó. Thì khi các em mà đặt cái cửa sổ Doppler vào động mạch mà hẹp đấy thì bên cạnh này chúng ta nhìn thấy cái thang thước ở bên cạnh này chúng ta đã nhìn thấy được velocity của cái dòng chảy chúng ta đang thăm dò nó là bao nhiêu. Đó, thì biết được là cái mức độ hẹp nó như thế nào. Và cái dấu hiệu gián tiếp phản ánh ảnh hưởng huyết động của tổn thương đối với động mạch sau vị trí hẹp. Dấu hiệu gián tiếp càng rõ thì chứng tỏ hẹp càng trầm trọng. Đó. Tuy nhiên thì còn phụ thuộc vào tuần hoàn bằng hệ và mức độ giãn của động mạch ở phía hạ lưu. Nếu mà động mạch nó giãn nhiều hoặc tuần hoàn bằng hệ nhiều thì ảnh hưởng cái hạ lưu nó kém hơn, nó ít bị ảnh hưởng hơn. Và cái tín hiệu Doppler phía trước vị trí hẹp thì đặc trưng bởi sự biến đổi sóng tâm thu, tâm trương do tăng sức cản ngoại vi. Chỉ số sức cản và chỉ số sức đập sẽ chỉ số đập mạch đập sẽ tăng, IR và IP đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ đánh giá ở các mức độ hẹp khác nhau. Thì thứ nhất là hẹp nhẹ, tức là dưới 50% lòng động mạch. Thì chúng ta sẽ đánh giá bằng các cái dấu hiệu là dấu hiệu trực tiếp là tăng tốc độ tâm thu và phổ Doppler bị phân tán. Chúng ta thấy đây, tăng tốc độ tâm thu và phổ Doppler bị phân tán. Và phổ Doppler thì mở rộng hơn. Đấy, cái chân này nó mở rộng hơn. Và hình ảnh phổ Doppler bình thường rỗng ở giữa thì dần dần bị mờ đi. Và dấu hiệu gián tiếp là gì? Giảm tốc độ tâm thu tối đa do giảm lưu lượng tuần hoàn.
và chỉ số mạch đập giảm, đó, đây là dấu hiệu gián tiếp. Thì chúng ta thấy đây là tại vị trí hẹp và đây là trước chỗ hẹp và cái này là sau chỗ hẹp, chúng ta thấy giảm cái tốc độ dòng chảy đi. Đó. Và càng giảm nhiều thì chứng tỏ là cái vị trí hẹp đó càng nặng. Đó. Bây giờ hẹp ở mức độ từ 50 đến 70% lòng mạch thì cái sự thay đổi của nó sẽ như thế nào? Dấu hiệu trực tiếp tức là tại vị trí hẹp đó sẽ càng ngày càng rõ hơn bằng là sự mở rộng hơn nữa cái chân của phổ Doppler. À. Và những tín hiệu chúng ta thấy nó chia ra làm hai giải tần số. Và ở phía chân này thì tần số nó đậm hơn, ở phía xa tần số nó nhạt hơn. À. À, cái này nếu các em đã làm tim rồi các em sẽ thấy là khi chúng ta đánh giá cái phổ Doppler mà hẹp van động mạch phổi hoặc hẹp van động mạch chủ, chúng ta cũng thấy được cái hình ảnh nó như thế nào. Các bạn nhỉ? Không biết là có ai đã ai làm siêu âm tim chưa? Và những tín hiệu tần số thấp với mức năng lượng cao sẽ chiếm ưu thế, và những tín hiệu tần số cao có mức năng lượng thấp. Đây. Đây là tín hiệu năng lượng thấp và tần số cao. Và cái dấu hiệu gián tiếp là gì? Sóng phản hồi đầu tâm trương giảm. Phản hồi đầu tâm trương giảm. Và rồi dần biến mất phản hồi đầu tâm trương, tức là cái này này. Đó. Và liên quan đến giãn động mạch ở hạ lưu và chỉ số mạch đập. Và đến mức độ hẹp nặng hơn nữa là trên 70% thì chúng ta thấy là gì? Cái dấu hiệu trực tiếp là phổ Doppler nó tán về hai phía. Và nó tán về hai phía. Và cái dấu hiệu gián tiếp là gì? Là cái phổ tốc độ ở vùng hạ lưu sẽ chỉ còn phổ một pha. Và nên các bạn đọc trên các kết quả siêu âm mà mô tả bởi nhóm mạch máu đó, thì người ta thấy rằng là hẹp nặng ở vị trí nào đó và tưới máu ở vùng dưới, vùng hạ lưu bị giảm nặng và với phổ Doppler dạng một pha. Và còn có những trường hợp là gì? Là không ghi được dòng chảy ở vùng hạ lưu. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy là các mức độ hẹp khác nhau sẽ cho các cái phổ Doppler khác nhau. Thế bây giờ những biến đổi đặc trưng của tổn thương hẹp động mạch là gì? À, thì thứ nhất là phổ Doppler trong lòng động mạch tại vị trí hẹp đấy, thì phổ Doppler màu tăng sáng và với dấu hiệu aliasing ở nơi hẹp nhất và phản ánh sự tăng vận tốc của dòng máu, người ta gọi là dòng rối. Và ngay sau vị trí hẹp thì có thể quan sát thấy phổ Doppler dạng khảm do dòng rối và có thể kèm theo hình ảnh artifact quanh mạch máu do dòng chảy bị hẹp gây rung các tổ chức lân cận. Và cái siêu âm Doppler màu sẽ giúp phân tích kỹ đặc điểm của mảng xơ vữa hơn là siêu âm 2D. Mảng xơ vữa giảm âm đấy, là mảng xơ vữa mà có mỡ ở trong lòng, hay còn gọi là mảng xơ vữa mà có lõi lipid, hoặc là có huyết khối bám trên bề mặt của mảng xơ vữa. Và mảng xơ vữa có những vùng mất liên tục, tức là mảng xơ vữa loét. Đấy, thì đây là nếu chúng ta quan sát thì cái đánh giá mảng xơ vữa này không khó. Và đây là một số cái hình ảnh để ghi lại cái tổn thương. Thì chúng ta thấy đây là cái hình ảnh mà hẹp nó tạo thành cái dòng khảm của cái vị trí hẹp. Và chúng ta thấy cái phổ Doppler đây nó tán về hai phía, đúng không ạ? Và phổ Doppler tốc độ rất là cao và chân của cái phổ Doppler nó thì đậm hơn mà càng xa thì càng mờ hơn, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta phải đánh giá ở phía dưới xem là các cái động mạch khác nó có bị ảnh hưởng về mặt huyết động hay không. Và đây chúng ta thấy là cái tổn thương nó làm cho cái ở phía vùng hạ lưu là bắt đầu giảm, và đây chúng ta thấy động mạch đùi nông bên trái thì bình thường, như đùi nông bên phải tức là dưới chỗ động mạch chậu hẹp thì cái tốc độ nó giảm. Và động mạch khoeo thì còn giảm nữa, trong khi đó động mạch khoeo bên lành thì vẫn bình thường. Và chúng ta chụp lên thì chúng ta thấy rằng là cái hẹp khít ở cái vị trí động mạch chậu ở bên phải. Đó. Thế bây giờ tắc hoàn toàn cái động mạch thì nó sẽ như thế nào? Đó. Thế thì tắc hoàn toàn động mạch thì chúng ta thấy là tổn thương tắc nghẽn lòng động mạch thì biểu hiện bằng hình ảnh đám đập âm gây lấp lòng mạch.
thì có thể là huyết khối mới hoặc là huyết khối cũ. Vâng, huyết khối mới thì gây tắc động mạch thì thường có hình ảnh nhạt âm. Và huyết khối cũ thì gây tắc mãn tính động mạch thường có hình ảnh đậm âm và vôi hóa. Cái này rất quan trọng. Để làm gì ạ? Để quyết định là có hút huyết khối cho bệnh nhân để cứu cái chân đó hay không. Vâng. Bởi vì không phải bệnh nhân cứ đau chân một cái là đến ngay bệnh viện, mà có khi đau vài ngày rồi người ta mới đến. Vâng. Thì bằng cái siêu âm đấy, bác sĩ sẽ trả lời được là cái huyết khối này là huyết mới hay cũ để quyết định là có hút huyết khối cho bệnh nhân hay không. Vâng. Thì việc đánh giá thì khá là khó khăn nếu tổn thương thuyên tắc là nhạt âm. Vâng. Chỉ có thể kết luận sau khi đã thăm dò toàn bộ động mạch đang nghiên cứu. Vâng. Sự vôi hóa động mạch thì có thể làm việc đánh giá khó khăn hơn. À, khó khăn hơn là cái huyết khối đó, nhất là huyết khối trên nền động mạch sơ vữa là chúng ta sẽ đánh giá khó khăn hơn. À. Bây giờ cái hình ảnh siêu âm Doppler màu thì sẽ cho chúng ta hình ảnh gì? Là hình ảnh sẫm, tối và mất tín hiệu màu trong lòng động mạch bị tắc. Tức là khi chúng ta bật màu lên thì chúng ta bình thường là thấy cái luồng màu nó rất là mạnh đi trong lòng mạch máu. Tuy nhiên đến một chỗ nó sẫm tối hẳn lại, tức là nó tắc. Đúng không? Ta gọi là hình ảnh màu cắt cụt. Vâng, thì đấy là cái chỗ đấy là động mạch bị tắc hoàn toàn. Vâng. Và sự lan truyền sóng động mạch và sự phản hồi tại vị trí tắc gây ra hình ảnh siêu âm xen kẽ hai màu đỏ và xanh. Vâng. Và cái sự đảo ngược phổ màu nói trên thì ngay sát vị trí tắc thì cần được thăm dò kỹ vì có thể là sự thay đổi dòng chảy liên quan đến hướng một nhánh tuần hoàn màng hệ đi tới. Vâng. Thế bây giờ chúng ta đánh giá dấu hiệu trực tiếp là gì? À, là không ghi được dòng chảy tại cái vị trí động mạch đó, tức là dấu hiệu âm tính. Và tức là đặt cửa sổ Doppler vào cho ta không ghi được dòng chảy. Và siêu âm Doppler xung dưới hướng dẫn của siêu âm 2D sẽ cho kết quả đáng tin cậy hơn là siêu âm Doppler liên tục, vì siêu âm Doppler liên tục có thể đánh nhầm lẫn với một nhánh nhỏ của động mạch kế cận hoặc là động mạch tắc, động mạch bên cạnh của động mạch tắc và hoặc là tuần hoàn màng hệ. Do đó chúng ta phải dùng Doppler xung để chúng ta ghi vào. Và dấu hiệu gián tiếp là gì? Ở phía trên vị trí động mạch bị tắc thì cũng giống như tín hiệu Doppler ghi được trong trường hợp hẹp động mạch. Chỉ số sức cản ngoại vi và chỉ số mạch đập sẽ tăng. Và ở phía sau động mạch bị tắc thì không có tín hiệu Doppler trong lòng động mạch nếu như tuần hoàn màng hệ chưa phát triển tại thời điểm thăm dò. Tức là vì nó tắc rồi thì ở dưới không còn dòng chảy nữa, đúng không? Nhưng với điều kiện là lúc đó chưa có tuần hoàn màng hệ, đúng không? Còn nếu lâu rồi tuần hoàn màng hệ nó cấp máu bù được rồi thì mặc dù tắc động mạch đùi nông nhưng vẫn ghi được dòng chảy của động mạch ở vùng cẳng chân. Nó có thể là 1, 2 hoặc 3 dòng chảy. Có hiểu không nhỉ? Đấy, đây là hình ảnh đây. Chúng ta thấy đây, màu đi tới thì tự nhiên xuất hiện một đám sẫm tối. Vâng, thì đây chính là một cục huyết khối, nó gây nên tắc hoàn toàn lòng mạch. Vâng. Và nếu thăm dò ở phía sau này thì chúng ta sẽ đánh giá là ở phía sau chỗ tắc đó đã có tuần hoàn màng hệ bù hay chưa. À, và nếu để cửa sổ Doppler vào thì chúng ta thấy đây, cửa sổ Doppler đây, và chúng ta không ghi được dòng chảy. À, và chỉ có một vài cái dao động của cái động mạch nó đập mà thôi. À, đây cũng như là như thế là chúng ta thấy đây cái hình ảnh đây, màu đi tới đây thì cả một đám sẫm tối đây. Vâng. Và đây là hình ảnh màu cắt cụt và đây là một cục huyết khối ở trong lòng động mạch. Vâng. Và cái hình ảnh Doppler để chúng ta đánh giá xem là cái chỗ đó nó như thế nào. Đây thì cái hình ảnh Doppler chúng ta thấy đây là không ghi được dòng chảy và chỉ có một vài cái dao động của thành động mạch mà thôi. Vâng. Và chúng ta đánh giá xem đây là một cái tắc động mạch đùi nông nhưng ở phía dưới nó đã bắt đầu có. Và chúng ta tìm xem có các cái biến chứng của mổ không, ví dụ hẹp miệng nối, máu tụ tại miệng nối, có huyết khối hay là có giò động tĩnh mạch hay không.
Thế hình ảnh các cái cầu nối trên trên siêu âm sẽ là gì? Thứ nhất là cầu nối làm bằng chất liệu đặc rồng, phải không? Thì hình ảnh của nó sẽ là tập hợp các đường đứt quãng đi hơi chếch và cách nhau một khoảng rất ngắn và đều đặn, phải không? Nó giống như những cái hòn gạch mà xếp nghiêng khi chúng ta xây tường hoa ấy. Đấy, thì đấy là cái hình ảnh cầu đắc rồng, phải không? Và thành của cầu nối PTFE hay còn gọi là cầu góc tách thì có hình ảnh hai đường đậm âm rất mịn đi song song với nhau và cách nhau một khoảng trống âm. Hình ảnh thứ ba là thành của cầu nối tĩnh mạch. Nếu mà là cầu nối làm bằng tĩnh mạch hiển thì sẽ có hai vách khá đậm âm đi không thực sự song song và có thể quan sát thấy các vết tích của các van tĩnh mạch ở bên trong. Thì đấy là các cái chất liệu khác nhau. Đây là chất liệu chúng ta nhìn thấy hình ảnh viên gạch xếp nghiêng đấy ạ. Đó, đấy là chất liệu đặc rồng. Đây này, nhìn thấy chưa ạ? Tôi tưởng cái viên gạch lù lù à, to tướng à? Chất liệu thứ hai là chất liệu PTFE. Chúng ta thấy hai cái thành của nó song song đây này. Nhìn thấy chưa ạ? Nhìn thấy chưa? Đấy, đây này. Nhìn nhiều rồi nó sẽ quen. Cái hình ảnh thứ ba là hình ảnh tĩnh mạch. Và đây là hình ảnh tĩnh rồi. Thì chúng ta không quan sát được cái van tĩnh mạch ở bên trong. Còn nếu trên hình ảnh thực khi chúng ta đang làm zoom, chúng ta sẽ thấy cái van tĩnh mạch nó bay ở trong lòng cầu nối. Và đặc điểm của nó là gì? Bởi vì là trương lực của thành tĩnh mạch nó sẽ yếu hơn là trương lực của động mạch, nên khi phải chịu áp lực của một dòng máu động mạch thì cái động mạch nó cái cầu nối bằng chất liệu tĩnh mạch ấy, kích thước nó sẽ không giống nhau. Kích thước giữa các vị trí, chỗ này to này, chỗ này bé này, kích thước nó sẽ không giống nhau. Một cái nữa là kiểm tra sau đặt stent. Sau đặt stent thì chúng ta phải đánh giá xem là cái đặt stent này có hiệu quả hay không. Như vậy chúng ta phải đánh giá, thứ nhất là khi chúng ta làm cái stent đó thì đầu bao giờ cũng là nong. Nong là gì? Là đánh tẹt mảng xơ vữa về hai phía. Thì khi hình ảnh trên siêu âm nó sẽ thấy cái hình ảnh hai vệt đậm âm nằm dọc theo mạch máu, ta gọi là hình ảnh bánh kẹp. Và cũng như vậy chúng ta phải quan sát xem cái stent đó có nằm áp đúng vào mạch máu hay không, có hiện tượng angiolytic hay không, và chúng ta phải đánh giá xem là có hẹp ở đầu stent hay không, dòng chảy trong stent như nào và tưới máu hạ lưu ra sao. Thì đấy là các cái cách đánh giá. Đây là cái hình ảnh sau khi đặt stent xong thì chúng ta nhìn thấy cái stent ở đây đây. Nếu mà chúng ta làm siêu âm quen á, chúng ta sẽ nhìn thấy là rất là rõ. Đấy. Vậy thì vai trò của siêu âm Doppler mạch trong thăm dò động mạch chi dưới là cũng như là các động mạch ngoại vi là rất quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta đánh giá được mức độ hẹp, tổn thương hẹp, cơ chế tắc, tưới máu hạ lưu như thế nào, cấp máu bù ra sao. Và đặc điểm là cái siêu âm này nó được giá thành nó không cao lắm, do đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần và chúng ta có thể kết hợp với các kiểm pháp khác như là đo ABI để đánh giá mức độ tưới máu chi cũng như là kết quả hiệu quả của các biện pháp can thiệp khác nhau. Nhưng cái đó nó chỉ có giá trị với điều kiện là cái người làm siêu âm phải được đào tạo tử tế, được đào tạo nghiêm túc. Chứ không phải là một cái siêu âm mà chúng ta làm mà rất là cầu thả thì chúng ta không thể nào mà giúp cho cái người can thiệp hay người phẫu thuật định hướng được là phương pháp điều trị cho bệnh nhân như nào. Và siêu âm Doppler thì có vai trò hướng dẫn quá trình chụp mạch. Những tổn thương xơ vữa với hóa nặng nề thế sẽ hay là tắc hẹp của các cái tầng khác nhau sẽ giúp chúng ta định hướng được là phải chụp đến đâu, chụp như thế nào, và từ đó thì đưa ra được các cái chiến lược can thiệp. Tôi đã kết thúc hai bài giảng của mình.